chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay bên em làm một cái video chia sẻ đến các bác là bên em đang có chương trình thanh lý đôi loa AR. Đây là thuộc dòng loa bát 25, đây là hàng bãi Mỹ bao zin cho các bác. Vâng, đặc biệt là đối với loa AR như thế này thì bên em chưa sửa chữa gì, vẫn còn rất là đẹp và nói chung là còn 90%. Và bên em đang phối ghép với một cái âm đẩy liền vang Jaguar PA602S và cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600. Vâng, và đi kèm theo đó là một cái đôi loa siêu chép CBL. Vâng, những đôi loa AR này thì thi thoảng bên Zika Audio về được một số đôi thì hình thức còn rất là tốt. Vâng, em quay sát lại để chúng ta dễ quan sát nhé, những đôi loa AR 325. Loa giờ một bên và bên em vẫn để căng. Một bên em đã tháo ra. Ở đây chúng ta dễ quan sát về mặt trước. Vâng, bát 25 gần stop cho tiếng bát thật là sâu. Nghe rất là đã. Vâng, và gồm thêm 4 cái loa chép giấy nữa. Đặc biệt cái dòng loa bát 25 này cái chất lượng đánh ra của đôi loa AR thực sự là rất là đẳng cấp. Nghe cứ như kiểu bát 30 các bạn. Đây, các bác nhìn hình thức còn rất là đẹp. Vâng, thì trong đây còn một đôi nữa. Đây còn một đôi, bên em để bụi đấy ạ. Vâng, đôi là AR, màu đen là 308. Vâng, điều đặc biệt là bên em bao zin cho các bác. Vâng, hình thức còn khá là mới. Vâng, rất nhiều bác đã sở hữu được đôi AR này và phản hồi rất tốt ạ. Vâng, nghe rất hay, giá thành hợp lý. Còn đôi này bên em bán giá công khai là giá 2,5 triệu tại công ty. Đôi này thì đằng sau đấy ạ, model là 308. Và công suất mắc của nó 500W, min 500W, 1000W là mắc, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 98 dB. Đường 2 lỗ thông bên đằng sau. Và thì đó là cận cảnh chi tiết cái đôi loa AR bãi Mỹ. Bát đánh rất sâu. Và khai thác được không gian 25-30m2 rất là tốt. Và cũng rất là dễ phối ghép. Thì em đang phối ghép với một cái đẩy liền vang Jaguar PA602. Vâng, với dòng đẩy liền vang này thì công suất cũng rất là lớn, có thể kéo được 2 đôi loa bát 30. Thì có rất nhiều tính năng Bluetooth, cổng quang và đọc thẻ nhớ và USB, nói chung là rất nhiều tính năng hiện đại. Và một cái lưng tiếng TD Acoustic mang là CB600. Và thêm một cái đôi loa siêu chép CBL. Vâng, thì đó là những sản phẩm mà bên em đang phối ghép. Vâng, bác nào muốn sở hữu một đôi loa AR bãi Mỹ như thế này thì các bác vui lòng comment trong dưới video, bên em sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác. Và đặc biệt là bên em nhận ship code toàn quốc. Vâng, chất âm rất là tí tách tinh tế. Lần là bên em cái hàng là AR 325 này thực sự rất là khó về. Về lần nào là hết lần đó. Vâng, lần này thì em về lại thông báo đến các bác. Các bác là muốn sở hữu thì các bác hãy nhanh tay gọi điện cho Zika Audio, hoặc các bác cũng có thể nhắn tin kết bạn qua Zalo. Mọi thông tin chi tiết bên em đã để trên video ạ. Vâng, đây là AR, model là 308, bass 25, gồm một bass 25 và 4 chép. Tiếng rất, đặc biệt là tiếng bass chúng rất sâu vì là nó được hỗ trợ cái gân mút sâu, rất sâu. Được 4 chép rất là tơi. Vâng, sau đây xin phép được dừng video. Và sau cùng em thay mặt công ty chúc tất cả các bác một mình được quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.